ai trong số họ đến được Uruguay hay không. Khi liên hệ với Đại sứ quán Nga tại Uruguay và cộng đồng người Nga tại thành phố San Javier về vấn đề này, câu trả lời đều giống nhau. Không có thông tin gì về việc di dân của những người có họ tên nêu trên từ San Javier về những nơi khác. Lời khuyên là hãy liên hệ với tỉnh Rostov, nơi họ hàng của những người nông dân này sinh sống. Vào năm 1926, có một số người đã trở về với tổ quốc tại vùng thảo nguyên sông Đông. Hy vọng về việc tìm ra hậu duệ của những hành khách đã đi trên chiếc tàu Titanic 100 năm về trước được nhen lên. Tỉnh Rostov, làng Tháng 10 Đỏ. Có thể tại nơi này, người ta biết gì đó về cha ông của họ, một vùng thảo nguyên bình dị. Nhưng những người dân ở đây, vì sao lại được gọi là người Mỹ? Ông, cha chúng tôi, đã di dân từ Rostov sang châu Mỹ và nhập cư tại Uruguay. Biến nơi đó thành mảnh đất tự do. Tất cả mọi người đều khao khát được đến đó, nơi họ sẽ được cấy trồng trên những mảnh đất phì nhiêu. Còn nơi đây thì họ không có đất. Tất nhiên, những người nông dân của chúng ta không thể đi trên khoang hạng nhất của tàu Titanic. Giá vé khoang hạng nhất là 3.100 đô la, tương đương với 124.000 đô la ở thời điểm hiện nay. Khoang hạng nhất xa Nga chỉ dành cho những người quý tộc. Các khoang này không được xây dựng cho các dân thường. Vé cho khoang hạng 3 là 32 đô la, tương đương khoảng 1.300 đô la nếu tính theo thời giá hiện nay. Một số tiền không nhỏ đối với những người nông dân, nhưng giấc mơ đã thành sự thực. Những người công nhân chưa lành nghề, các viên chức nhỏ, những người phục vụ, công nhân đốn cây, những người nông dân Nga chất phác, tất cả họ đều là hành khách trên khoang hạng 3. Boong tàu với phòng hút thuốc, ghế nghỉ, các món ăn nhẹ, âm nhạc, đó là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Khi đó bà tôi 3 tuổi và được cha mang theo lên đường. Và họ lên đường để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đến nơi với những cánh đồng cỏ thảo nguyên. Họ lên đường chỉ có vài vật dụng đơn sơ đếm trên đầu ngón tay. Và rồi chỉ sau vài năm, họ đã trở thành một khu người Nga đông đúc với kỹ thuật sản xuất hiện đại. Số lượng những người di dân sang Uruguay rất lớn. Đây là phim tài liệu tại một phòng lưu trữ cá nhân. Trên màn ảnh là cộng đồng những người Nga đã di cư sang châu Mỹ. Đâu đó trong số họ có những người nông dân tỉnh Rostov đã là hành khách trên chiếc tàu Titanic. Trong những năm trước cách mạng tháng 10, có rất nhiều người di dân đi từ Nga trở thành một làn sóng. Nhưng đi trên tàu Titanic thì cũng khó tin. Tại Uruguay, nhiều người di dân không thể làm quen và tiếp nhận cuộc sống mới. Họ nhung nhớ nước Nga. Và năm 1926, họ trở lại quê hương. Andrei Kosenko được sinh ra tại Uruguay và sống tại đó lâu hơn những người khác. Ông trở lại Nga năm 1956. Ông là nhân chứng cuối cùng cho câu chuyện về những người Nga di dân sang Uruguay. Tôi là Andrei Andreevich Kosenko, là người cuối cùng ở lại Uruguay.
Nhưng rất tiếc, ông không biết bất cứ điều gì về những hành khách trên chiếc tàu Titanic. Cách đây không lâu, người cuối cùng ở lại Uruguay đã qua đời. Nhà văn Vladimir Postapov không còn sống. Ông không thể tìm được người chú của mình, Ivan Misen nữa. Di dân tỉnh Rostov có mặt trên tàu thì tại sao tên của họ lại không có trong danh sách hành khách của chiếc tàu Titanic? Có thể là đã có lỗ hổng nào đó. Hóa ra là có nhiều người lên tàu không hợp pháp. Họ làm thợ xúc than, thợ đốt lò, những người nông dân tỉnh Rostov cũng có thể đi tàu trốn vé. Và đó chính là lý do họ không có tên trong danh sách hành khách chính thức. Di cư, họ khoác hành khách hạng 3 và có nguy cơ thiệt mạng cao nhất. Tôi nghĩ rằng vụ đắm tàu Titanic ngày nay được nhìn nhận theo cách khác. Có thể ngày nay con người nhìn nhận về cuộc sống, tình yêu, những hành vi của mình bằng một quan điểm khác. Ở một phương diện khác, bộ phim khiến những cậu bé và khán giả có thể suy nghĩ về trách nhiệm, về việc chúng ta tồn tại trên hành tinh này để làm gì. Mỗi người chúng ta có ý nghĩa như thế nào đối với nhau. Rất ít người biết rằng ý tưởng của bộ phim nổi tiếng Titanic được một người Nga gợi ý cho James Cameron. Ông suy nghĩ về việc thám hiểm sát tàu Titanic khi biết rằng tại Nga có những thiết bị chụp được ảnh con tàu. Và khi đó, giữa vị đạo diễn người Mỹ và nhà khoa học Nga Anatoly Sagalevich đã diễn ra một buổi nói chuyện quan trọng. Anh hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra. Tôi chẳng bao giờ xem được một bộ phim nào của Mỹ. Những gì được chiếu trên màn ảnh là cảnh ẩu đả, máu và bạo lực. Tôi đã mệt với những điều đó. Hãy làm một bộ phim để mọi người thấy khi đó, vào năm 1912, người ta lên chiếc tàu Titanic như thế nào. Tất nhiên điều đó sẽ đem lại niềm vui, tình yêu, âm mưu. Anh hãy làm một bộ phim về tất cả những điều đó. Vâng, có lẽ điều đó đúng. Đúng rồi, một câu chuyện về tình yêu. Tôi tìm ra rồi, một câu chuyện về tình yêu. Trong thời gian làm phim, như mọi người đều biết, diễn viên Leonardo DiCaprio đóng nhân vật nam chính của bộ phim, người khách hạng 3 có tên là Jack Dawson. Một điều ngạc nhiên đối với đạo diễn và các diễn viên là trong danh sách hành khách tử nạn, không có ai có tên như vậy. Dawson là một thợ đốt lò trên tàu Titanic. Và còn một điều trùng hợp nữa, bếp tích Nga không chỉ có trong phim Titanic, mà còn có ở Leonardo DiCaprio, bà của anh là người gốc Nga. Nếu như những tờ báo thủ đô không có bất kỳ thông tin về các công dân Nga trên tàu Titanic, có thể trong những ấn phẩm của các tỉnh có thông tin gì chăng? Một tờ báo của Minsk, Belarus, ra ngày 5 tháng 5 năm 1912, có đăng bài báo về thảm họa, công bố danh sách những người gốc Nga bị tử nạn trong vụ đắm tàu. Đó là Simon Lipman, German Slokovsky, Gary Kahn, Simon Weisman, Jakob Cook, Lessing Galensky, Nassan Gomit, Josip Merlin, Wolf Spector, Abraham Kemet, Samson Abelson, Samuel Greenberg, Selena Kentor, Poner User, Abel Wheeler và Josip Ontivir. Hầu hết, các tên trong danh sách này đều là người Yaris. Bắt đầu từ năm 1902, tại làng Yaris của chúng tôi cũng có những người nhập cư, có thể là bất hợp pháp từ các nước khác nhau tới. Những người Belarus cũng đi trên chuyến tàu Titanic ra đại dương.